Các con ơi, trong thời gian các con nghỉ Tết Nguyên Đán ở nhà và nghỉ dịch nữa rất là dài, các con ở nhà các con thường học những gì và chơi những gì nào? Cô tin rằng các con ở nhà các con có những trải nghiệm bên gia đình thật là thú vị và ý nghĩa đúng không nào? Còn ở trường bây giờ đã bước sang chủ đề thế giới thực vật rồi đấy. Thế giới thực vật là những cây xanh và cây xanh thì cho chúng ta bóng mát và không khí trong lành đấy. Hôm nay cô Hằng sẽ hướng dẫn các con vẽ cây xanh bằng màu nước và cây bông tăm nhé. Để vẽ được cây xanh bằng màu nước và cây bông tăm, cô đã chuẩn bị màu nước này các con. Còn đây là những cây bông tăm này. Đây là khăn để chúng ta lau tay khi chúng mình bị bẩn tay đấy. Còn đây cô đã chuẩn bị thêm một cây cọ vẽ này. Và đây là giấy A4 này các con, để chúng mình vẽ nhé. Để vẽ được cây xanh, bây giờ các con cùng quan sát xem cô hướng dẫn các con cùng vẽ nhé. Để vẽ được cây xanh, trước tiên cô dùng cây cọ vẽ này, cô cầm bằng tay phải này, cô sử dụng màu nâu này để cô vẽ phác thảo thân cây này. Cô vẽ vào giữa tờ giấy, tay trái thì cô giữ tờ giấy để cho ngay ngắn này. Cô vẽ thân cây từ trên xuống này bằng nét xiên này, ở phía dưới thì cô vẽ to hơn để làm gốc cây đấy và rễ cây đấy các con ạ. Tiếp theo cô vẽ cành cây bằng những nét xiên này, nét thẳng này để cô làm những cành cây thật là đẹp đúng không nào. Cô đã vẽ xong cành cây rồi. Tiếp theo cô sử dụng cây bông tăm này, các con phải nhờ bố mẹ các con cột những cây bông tăm này lại để chúng mình vẽ nhé. Trước tiên để vẽ cái tán lá, cô chọn màu xanh đậm này, cô chấm chung lên những cành cây này để tạo thành những tán lá. Xanh đậm này. Tiếp theo cô đổi đầu bông tăm này, cô chọn màu xanh nhạt hơn này để tạo thành những tán lá non này. Cô chấm chúng khít lên tán lá này để cho tán lá thêm bồng bềnh và đẹp hơn này. Cô đã vẽ xong cây xanh rồi. Bây giờ để cho bức tranh đẹp hơn này, cô dùng bút này, cô vẽ để tạo thành cái khung tranh cho nó đẹp này. Cô sẽ vẽ nét ngang này. Và cô vẽ nét thẳng này. Để tạo thành cái khung tranh cho nó đẹp nhá. Vẽ nét ngang này. Vẽ nét thẳng từ trên xuống này. Để tạo thành cái khung tranh. Cô đã vẽ xong rồi. Các con xem bức tranh cô vẽ có đẹp không? Bức tranh vẽ cây xanh thật là đẹp đúng không nào? Cô tin chắc rằng các con sẽ vẽ được cây xanh bằng bông tăm và màu nước rất là đẹp cho riêng mình đấy. Các con ạ, muốn có nhiều cây xanh thì các con phải trồng cây và chăm sóc bảo vệ cây xanh, không được ngắt lá để cành, các con nhớ chưa nào? Để giữ cho môi trường của chúng ta thêm xanh sạch đẹp hơn thì chúng ta phải trồng nhiều cây xanh để cho không khí trong lành đấy, các con nhớ chưa nào? Cô xin chào tạm biệt tất cả các con.